Thanh Hoàng xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn thân mến, trách nhiệm liên quan của ông Vũ Đức Đam ở Bộ Y tế theo Phạm Lê Đoan Theo thuyết âm mưu thì chuyện khủng hoảng y tế hiện nay là không nên trách cứ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam theo quyết định số 1460 trên quy đề TTG do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 6 tháng 9 năm 2011 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ được phân công chịu trách nhiệm cụ thể như sau thứ nhất là thay mặt thủ tướng chính phủ trực tiếp theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục đào tạo dạy nghề khoa học công nghệ lao động việc làm và các vấn đề xã hội thông tin và truyền thông văn hóa du lịch thể thao thể thao y tế dân số gia đình và trẻ em Thứ hai là thay mặt thủ tướng chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thứ ba là làm nhiệm vụ chủ tịch hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh trung ương chủ tịch hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trưởng ban chỉ đạo về nhà nước về du lịch trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống hivs và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm chủ tịch các hội đồng ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Thứ tư là các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy thì với tình trạng kéo dài và việc thiếu thuốc của vật tư y tế, cùng với đó là chuyện nhân viên y tế xin nghỉ việc, cho thấy trách nhiệm quản lý cụ thể ở đây về mặt nhà nước đang thuộc về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hầu hết các bệnh viện đa khoa chuyên khoa đều gặp phải tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế. Đơn cử thì tại bệnh viện truyền máu huyết học thiếu những thuốc hiếm nhập khẩu và chưa được cục dự quản lý Bộ Y tế phê duyệt dù đã nộp hơn 6 tháng và bệnh viện này cũng thiếu hai thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng limpo dòng tủy bệnh viện ung bướu thiếu hai loại thuốc ung thư và bệnh viện đa khoa sài gòn thì một số thuốc trị bệnh viện hiện không được và không mua được và nên phải kê toa để cho bệnh nhân ra ngoài mua kể cả dung dịch thụt tháo nhưng bệnh viện vẫn phải cho ra ngoài để mua một báo cáo của phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nhiều loại thuốc hiếm cho đến nay thì tình hình cung ứng chưa có dấu hiệu nào có nhanh có hàng nhanh và có các loại vật tư tiêu hao vướng do thủ tục trong đấu thầu. Với vật tư chất lượng có sự khác biệt dù cùng nhóm, cái mua được thì khó sử dụng, do đó thì cần có lộ trình và thời gian để mà điều chỉnh vật tư cho cùng nhóm có sự tương đương về chất lượng. Một cựu quan chức trong ngành y tế cho biết quy định giá tham gia mời thầu phải bằng hoặc thấp hơn giá đã trúng thầu của 12 tháng trước đây là làm khó các bệnh viện vì thuốc hiện nay tính theo giá cũ chưa tính lạm phát và các khía cạnh liên quan đến chuỗi cung ứng, nhất là trong 2 năm qua do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên nhiều chuỗi cung ứng thuốc đã bị đứt gãy và giá nguyên vật liệu, giá vận chuyển đều gia tăng. Hiện nay thì giá xăng còn tiếp tục tăng và ảnh hưởng đến sự tăng giá của các mặt hàng. Các mặt hàng khác hầu như đều tăng giá theo thời gian và tại sao thì riêng thuốc thì lại quy định giá chết như vậy và cần phải lưu ý rằng trong đấu thầu hàng hóa dịch vụ thông thường rẻ hơn là tốt nhưng điều này không đúng với thuốc chữa bệnh và vật tư tiêu hào. Liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh thì không thể chỉ căn cứ vào yếu tố giá rẻ giá thấp nếu như mà cứ thuốc vật tư thì chất lượng không bảo đảm và làm cho quá trình chẩn đoán khám chữa bệnh giảm và ảnh hưởng chất lượng chữa bệnh của người bệnh chịu thiệt. Tần thứ trưởng y tế Nguyễn Thị Liên Hương nói rằng về giải pháp trong ngắn hạn thì Bộ Y tế đang tích cực soạn thảo để mà trình và tham mưu thủ tướng chính phủ và ban hành nghị quyết để bảo đảm thuốc vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Cùng với đó thì đẩy nhanh tiến độ cấp phép quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp thuốc quốc gia và danh mục thuốc đàm phán tại trung tâm và địa phương, sửa đổi bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đồng thời thì ngay khi có ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và kết quả kiểm tra tại các địa phương bộ y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo đồn đốc các đơn vị và các địa phương triển khai thuốc đấu thầu vật tư y tế trang thiết bị để mà tránh tình trạng tâm lý lo ngại sợ sai và không dám mua sắm về triển khai các biện pháp dài hạn hiện nay thì Bộ Y tế cũng đang xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các luật khám chữa bệnh và luật bảo hiểm y tế, luật trang thiết bị y tế, luật dược. Bà Nguyễn Thị Liên Hương cho hay. Trở lại với phần mở đầu trong đây thì là không nên trách cứ ông Vũ Đức Đàm trong chuyện tắc trách về quản lý y tế, về thuyết âm mưu hiện tại cho rằng có một chính khách gần chóp bù đang chơi một nước cờ hai mục đích công thủ vẹn toàn một đằng thì ông không chịu nhận khuyết điểm về vụ việt á để cho vợ dày vào và một đằng thì ông đi nơi khích bác việc bắt bớ việt á gây khủng hoảng về y tế một đằng thì ông tác động công khai để cho các dự án mà sân sau ông được ban phát và thời ông làm thủ tướng giờ phải thực hiện trọn vẹn một con người giữa muôn trùng gian nguy và giữa mũi tấn công Việt Á giáo giết vẫn bình tĩnh lúc công lúc thủ và tận dụng tháo gỡ cho sân sau của mình, không buông tay để mặc cho đàn em, vây cánh sân sau phải tự xoay sở. Phải thẳng thắn mà nói ông là người rất có bản lĩnh và có tố chất để làm người đứng đầu các nhóm, các phe phái. Theo các báo cáo ghi nhận công trạng, ghi đại khái rằng trong cuộc chiến chống Covid-19 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Covid-19. Ông đã chủ trì nhiều cuộc họp của ban chỉ đạo tham mưu với chính phủ nhiều quyết sách quan trọng về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, góp phần ngăn chặn đại dịch bùng phát ở Việt Nam. Tại quyết định số 977 trên quy đề TTG, ngày 7 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Nguyễn Thành Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Trở ngược thời gian để thấy cần thiết đặt vấn đề trách nhiệm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm trong vụ án đang khiến ông Nguyễn Thành Long thân bại danh liệt và đang phải khoác áo tù tội. Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đã có bài phát biểu trước Quốc hội về một số vấn đề về công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Dẫn các con số đáng chú ý thì Phó Thủ tướng cho biết hiện nay ở Việt Nam với hơn 90 triệu dân nhưng đến nay chỉ có 333 ca nhiễm và chưa có ca tử vong đến ngày hôm nay tức là ngày 13 tháng 6 năm 2020 chỉ còn có hơn 10 ca đang chữa trị và 58 ngày qua không xuất hiện ca lây nhiễm cộng đồng. Trong 155 quốc gia có ca nhiễm thì đến nay Việt Nam là một trong 30 quốc gia không có ca bệnh tử vong. Có thể nói rằng đây là niềm mơ ước của nhiều quốc gia và có được thành công đó như báo cáo của thủ tướng đã nói rất rõ. Chúng ta có sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời thì nhận được sự ủng hộ của đội ngũ thầy thuốc, quân đội, công an và nhiều lực lượng khác, đặc biệt là nhân dân Việt Nam. Thế giới và bạn bè quốc tế đánh giá là rất tuyệt vời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm tự hào nói. Từ diễn đàn quốc hội thay mặt cho ngành y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm bày tỏ biết ơn tới tất cả người dân và các lực lượng đó là hàng ngàn thầy thuốc không có đêm không có ngày có những người lội rừng chống dịch có người xa vợ mới cưới xa con mới sinh cùng với đó là hàng nghìn chiến sĩ nằm rừng canh lưới mòn nhường giường cho người dân từ mùa đông gió rét đến hôm nay nóng không ngủ được dọc các tuyến biên giới và không biết đã có bao nhiêu cụ già và trẻ em mang rau, mang gạo, bỏ tiền tiết kiệm để hỗ trợ chống dịch. Ngoài ra thì rất nhiều doanh nghiệp đóng góp kinh phí vật tư cho chống dịch. Cùng với đó thì có rất nhiều nhà báo đã vào tận những nơi nguy hiểm nhất tác nghiệp ngày đêm và thậm chí thì phải cách ly để phản ánh đầy đủ kịp thời tình hình dịch và trích diễn văn phát biểu. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, sau 17 tháng được Bộ Y tế cấp phép, từ tháng 4 năm 2020 đến hết năm 2021, công ty Việt Á chỉ bán kit test cho các CDC và các cơ sở y tế đã đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Cần làm rõ là trong thời gian 17 tháng đó, các khoản bồi trơn của những cơ quan quan chức Bộ Y tế phải chăng đã bỏ quên mất vị trí quyền Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới corona gây ra giờ là lúc những phe phái đàn em hoang mang và như vậy thì ông vũ đức đam hầu như là được bỏ quên và không ai đụng chạm đến ông ta còn bây giờ thì người ta đang chĩa mũi dùi vào ông nguyễn xuân phúc nhiều hơn và nếu như mà trong lúc phe phái đang đánh nhau tàn hoang như thế này và đàn em của ông Phúc thì hầu như là tinh thần đang bị dã rời. Và nếu như ông Phúc giữ được tinh thần chiến đấu đầy năng nổ như vậy và sự ủng hộ dần dần hướng về ông như vậy thì không những có thể vượt qua bê bối ở vụ Việt Á mà còn tiến xa hơn là nắm được chức tổng bế thư ở nhiệm kỳ tiếp theo. Điều cần phải làm lúc này là ông KMV Nguyễn Xuân Phúc nên cho đàn em tung ra những thông tin bê bối của các ông khác và mũi dùi dư luận bị phân tán và không tập trung vào ông. Đó là một cách diễn giải của thuyết âm mưu trong hậu trường chính trị ở xứ Cộng sản Việt Nam. Trước vòng kim cô càng ngày càng thiết chặt quanh mình thì ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không khoanh tay ngồi yên chịu trận và ông cũng không lạ gì tính nhân văn của ông Nguyễn Phú Trọng từng chứng kiến ông Trọng trong vụ Đinh La Thăng Nguyễn Đức Trung lúc chưa bị kỷ luật còn ê à giọng điệu dạng như là biết hối lỗi, biết sửa chữa thì thế nọ thế kia. Nhưng khi mà đã nắm chắc dao thì ông Trọng xuống tay giáo hoành và mấy ai còn nhớ trong buổi tiệc tiễn đưa ông Thăng vào Nam nhận chức bí thư thành hồ thì ông Thăng đã ôm ông Trọng cùng đi trong hành lang như là hai anh em thắm thiết. Thế nhưng thì ông Phúc và ông Trương Hòa Bình tấu rằng Thăng vào Nam là có diễn biến thay đổi tư tưởng cần phải xử lý. Phó tướng Trương đưa tài liệu và các dự án mà Thăng đã làm, ông Trọng quyết định ngay cần phải khử trừ thăng bằng mọi giá và kể cả có những tình tiết chưa thể định lượng thành tội như là tội ứng tiền cho Trịnh Xuân Thanh làm nhiệt điện Thái Bình 2 và những quy kết theo lãi suất kinh doanh ngân hàng mà định tội ông Thăng. Nói nôm na là ông Trương Hòa Bình bắt tội ông Thăng thế này. Ông Thăng đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng với ông Thanh là bên thi công xây nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và ông Thăng ứng trước tiền cho bên ông Thanh. Như thế là sai luật vì chưa đúng thời điểm đưa tiền. Đưa sớm quá tính theo lãi suất kinh doanh ngân hàng thì thiệt nhà nước 100 tỷ và ông Thăng cãi là cả bên chủ đầu tư lẫn bên thi công đều là nhà nước. Thế bên kia thua thiệt thì bên nhận có lợi gì đâu và đưa sớm còn có tiền để mà làm hơn nữa tiền ứng thi công thì lãi suất tính khác chứ sao lại tính theo kiểu con buôn ngân hàng cho vay mặc ông thăng cãi gì thì cãi ông trọng đã chọn ô tạch rồi và có gân cổ mấy cũng bằng thừa và ông phúc thì chọn con đường phản công lại vòng vây đang thít chặt lấy cổ của ông và bằng những kế sách mang màu sắc của sự dân chủ. Thứ nhất, ông kêu gọi nhà nước pháp quyền ở Bình Dương. Thứ hai là ông nhắc nhở về việc ngồi quá với nhiệm kỳ trái điều lệ ở Quảng Bình. Thứ ba là ông đình công trong ngành y tế. Thứ tư là ông tận dụng tiếng nói của cử tri lo lắng về cơ chế và chính sách trong vụ Việt Á khiến cho nhiều cán bộ tốt vô tình vướng vào sai phạm. Thứ năm là ông cho những tập đoàn sân sau dìm giá cổ phiếu, loạn giá đất và loạn giá xăng dầu, hòng cho chính phủ gặp khó khăn về quản lý kinh tế. Thứ sáu là đòn có lẽ phải gọi là 102, đó là suối quan chức Đà Nẵng bỏ đảng, bỏ chức vụ. Các đế sách trên được triển khai dưới sự hỗ trợ của một số cơ quan truyền thông có gắn bó lợi ích với ông Clemmer Nguyễn Xuân Phúc từ trước đến nay. Trừ cách thứ năm dùng tập đoàn sân sau để phá hoại nền kinh tế, những kế sách còn lại của Phúc đều đáng khen vì nó triển khai trên cơ sở của sự dân chủ. Đó là những phương thức đấu tranh văn minh và phản kháng dân chủ, mặc dù thì ý đồ chỉ là cứu bản thân mình và gia đình của mình vì đã nhúng chàm trong vụ Việt Á. Trái lại thì ông Trọng dùng quyền lực độc tài của đảng để mà thực hiện việc xử lý tham nhũng cán bộ, dùng quyền hành của đảng sai khiến Bộ Công an thực hiện ý chí của ông. Cho dù mục đích của ông Trọng là trong tháng 6 tiêu diệt quan tham và nhóm lợi ích, nhưng ông thực hiện ý chí đó bằng cơ chế độc tài và điều đáng nói ở đây là nếu như ông trọng hạ được ông nguyễn xuân phúc bằng những chỉ đạo từ cái ghế tổng bí thư trưởng ban phòng chống tham nhũng trung ương thì cái nếp xử lý ấy sau này vẫn dựa vào đảng vào ý chí của người đứng đầu của đảng chắc gì người kế nhiệm của ông đã được những tố chất như ông để mà thực hiện việc chống tham nhũng không có ngoại lệ không có vùng cấm về phía ông Nguyễn Xuân Phúc thì lúc ăn cắp sắp bị vạch mặt thì ông dùng những hành động phương thức mang tính tiến bộ và dân chủ nhằm tháo gỡ cho mình. Giả sử như ông thành công hoặc là ông không phải là người sắp bị xét tội ăn cắp, liệu ông có dùng cách này hay là không? Và nếu như mà ông cầm quyền thì ông có cho những phương thức dân chủ này được áp dụng hay là không? Đây là một cuộc chiến khá thú vị và gây cấn ở thượng tầng chế độ Cộng sản Việt Nam. Người dân chủ và có lương tâm với dân tộc thực sự khó mà biết để mà ủng hộ ai. Ủng hộ ông Trọng chống bọn quan tham thì lại vướng vào sự ủng hộ độc tài chuyên chế, ý định độc đoán của lãnh tụ. Ủng hộ những phản kháng dân chủ của ông Phúc thì lại ủng hộ cho kẻ tham tàn vơ vét cả máu người dân trong dịch bệnh sự thực thì lúc này có những người đấu tranh dân chủ ủng hộ ông Trọng diệt tham nhũng, kể cả bằng ý chí cá nhân lãnh tụ, có người thì ủng hộ ông Phúc phản kháng vì cổ động cho những phương thức dân chủ, mặc dù thì ông Phúc thực sự là kẻ đứng đầu nhóm lợi ích tham nhũng khổng lồ nhất từ trước cho đến nay. Mỗi người đều có cái lý của mình và không thể nói ai sai ai đúng mà tùy theo nhận thức của mọi người. Công nhận quan điểm của họ bênh vực ai đó là cách thể hiện dân chủ trừ những kẻ có lợi ích ăn chia dính với phe của ông Clumber và Nguyễn Xuân Phúc hay những kẻ ở phe bên kia muốn hạ bệ ông Nguyễn Xuân Phúc để mà chiếm quyền lực những người còn lại bênh ai là quyền dân chủ của họ thể hiện Tôi chỉ là một kẻ phương xa và bỏ thời gian bình luận để cho chúng ta có được sự quan tâm đến chính trị và sau đó thì ý thức họ quyết định như thế nào là quyền của họ. Cá nhân tôi nhận rằng về thực tại thì ông Trọng, ông Chính, ông Huệ đang có những bước cải cách mang tính xây dựng như là sắp đặt lại vấn đề đất đai đặc biệt là chuyện khung giá đất sao cho người dân và nhà nước được lợi hài hòa với doanh nghiệp. Chứ không phải là giá đất bèo bọt chỉ có lợi cho doanh nghiệp còn dân đen thì nhận đồng tiền đền bù ít ỏi, nhà nước thì thất thu doanh nghiệp làm vai dự án đất thành đại gia và tập đoàn ngàn tỷ. Các ông trọng chính huệ so với các ông trước dính líu đến sân sau nhóm lợi ích ít hơn rất nhiều. Nói chung thì có thì có vô lý, nhưng các ông biết mức độ thế nào hạn chế tối thiểu cấu kết với nhóm lợi ích đại gia ngàn tỷ là điều thấy rõ. Nhưng tôi cũng muốn ủng hộ những phương thức phản kháng dân chủ Mông phúc đang thực hiện. Cho đến nay thì duy nhất có ông Cờ Lờ Vờ Nguyễn Xuân Phúc là người lãnh đạo cấp cao dùng những cách thức dân chủ như vậy để mà chạy tội cho mình. Ông đã tạo ra tiền lệ dân chủ khi mà cho cử tri ý kiến về sự nhập nhèm chính sách và cho người lao động đình công, cho đảng viên thoái trào đảng để mà phản đối tính độc đoán chuyên quyền bắt người theo ý chí trong hình bạc căng thẳng này thì ông nguyễn phú trọng thắng xử tội được ông phúc thì quan tham nhũng bị chấn áp rất lớn đến chủ tịch nước và phu nhân còn bị xử thì hẳn chẳng còn kẻ nào có ăn gan hùm cũng không bao giờ làm dám làm nữa và tham nhũng không hết nhưng bị đẩy lùi thì độc tài lại được tiến những bước vững chắc hơn ông phúc thắng thì phe tham nhũng thắng nhưng những bước tiến của sự dân chủ đã chuyển biến một cách rõ rệt thành tiền lệ để cho những phản kháng xảy ra trong xã hội dân chủ tất nhiên thì không có được nhiều nhưng chắc chắn sẽ có hơn thời của ông nguyễn phú trọng Lâu lắm rồi mới có người dũng trọng quyết tâm để mà chống tham nhũng, lâu lắm rồi mới có được lãnh đạo cấp cao như ông Nguyễn Xuân Phúc dùng phương thức dân chủ, pháp luật để mà phản kháng. Người ta bảo chọn này bọn này đánh nhau thua vẫn là người dân, và tôi nghĩ khác, trận này ai thua thì người dân mới là người được hưởng lợi và không có trận này tham nhũng vẫn tham nhũng và độc tài thì vẫn độc tài, có đúng vậy không? Có khi chuyện này độc tài tăng thì tham nhũng giảm, tham nhũng tăng thì độc tài giảm. Thế có phải là còn có cái được hay là không? Thưa quý vị và các bạn thân mến, vũ khí quan trọng nhất bị bỏ quên. Theo Tô Vân Trường, người ta thường nói tới sự thông minh của trái tim chính là vì cái tâm đó là nền mà Việt Nam đã đánh thắng những đế quốc mạnh nhất vì đã tìm ra những phương án thông minh để mà chiến thắng mà chính tiến sĩ Henry Kissinger đã từng làm việc cho ba đời tổng thống Mỹ phải thú nhận trong nhiều lĩnh vực chúng ta đã làm được như vậy nhưng phải thành thực mà nói rằng gần đây thì chữ tâm đó đang nhạt dần và bị bỏ quên. Hầu hết khi mà phân tích chiến lược người ta đã sử dụng phương pháp phân tích SWOT và mạnh, yếu, cơ hội và thách thức. Nhìn rộng ra thì một đất nước thì vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, con người, hệ thống thể chế thuộc về nội lực, còn thời cơ và thách thức chính là ngoại lực. Nội lực đúng là toàn bộ nguồn lực ở bên trong sẽ được bổ sung tự nhiên hay là tổn thất đúng với quy luật tùy thuộc vào hiệu quả vận hành tương tác của nguồn lực ở bên ngoài. Vũ khí quan trọng nhất chính là nội lực ở bên trong suốt thời gian dài vì nguyên nhân chủ quan và khách quan đã bị bỏ quên. Ngày trước, sách Tam Quốc nói tôn quyền có địa lợi, tào tháo có thiên thời, lưu bị chỉ có nhân hòa mà cũng ngang ngựa và có thiên hạ, chia ba những yếu tố làm nên nội lực thì ngoài các thành tố cơ bản là trục là cốt lõi của vấn đề thiên địa nhân hoa có một số tác nhân chi tiết cấu thành tùy nhỏ và chỉ là những cấu kết phụ trợ nhưng những giá trị quyết định thì lại hoàn toàn không nhỏ nhoi một chút nào cả nội lực thì gồm nhiều thứ nhưng có lẽ cơ bản nhất vẫn là con người và thể chế gắn với những con người đó với nhau. Tài nguyên tất nhiên là một phần của nội lực nhưng không phải là cái quan trọng nhất. Ở các nước OECD thì 80% tài nguyên của họ là con người. Thiên thời là một cái gì đó khách quan gồm có cơ hội hoặc là thách thức. Hiện nay thiên thời chỉ có còn ít người mơ hồ về cuộc đấu tranh ai thắng ai giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội mà là bộ mặt và tham vọng thật của Trung Quốc không còn che giấu được nữa là sự lên ngôi của lợi ích dân tộc, không phải lợi ích giai cấp nữa mà nó đang biến tướng thành lợi ích nhóm. Có ý kiến cho rằng nội lực của Việt Nam phần cứng là tài nguyên thiên nhiên, phần mềm là con người hay nói theo cách khác là nội lực của Việt Nam chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Theo thiện nghĩ của chúng tôi thì phần mềm có lẽ là từ tư tưởng chi phối xã hội và hệ thống thể chế gắn kết với xã hội văn hóa như là một hệ điều hành, ví dụ như là thể chia chế kinh tế thị trường, nhà nước, pháp quyền, xã hội, dân sự hoặc là tam quyền phân lập. Lâu nay thì ta dùng các hệ điều hành cũ kỹ lạc là hậu làm chủ tập thể, kinh tế quốc danh là chủ đạo, đất đai là sở hữu của toàn dân và tư duy nhiệm kỳ chuyên chính vô sản và càng sửa thì càng hỏng để vận hành đất nước nên mới ra nông nỗi này chỉ có nhóm người đặc quyền đặc lợi nhờ có hệ điều hành ấy mới muốn níu giữ nó vì rời nó ra là họ khó sống do vậy mà tham nhũng đạo đức giả và thủ cựu mới liên minh lại với nhau và tạo ra thế lực gọi là từ bản đỏ rất mạnh Đừng quên rằng chính Tổng Bí Thư Trường Trinh, kiến trúc sư của đổi mới khi mà phát biểu tại Đại hội Đảng Bộ Hà Nội 19 tháng 10 năm 1986 đã chỉ rõ rằng lãnh đạo đã phạm những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn. Nguyên nhân là do cả tạo hình ấu trĩ và duy ý chí trái với quy luật khách quan và đã mắc sai lầm lại bảo thủ, trì trệ, không dũng cảm, sửa. Văn kiện Đảng Toàn Tập, tập 47, trang 270. Để đấu tranh chống bá quyền bành trướng cũng là chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Việt Nam phải phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc và có ý nghĩa khác nhau, có mâu thuẫn nội bộ là một tất yếu khách quan và có tính quy luật nhưng nếu như mà để kéo dài thực trạng đó là một cách không bình thường thì dẫn đến phá vỡ sức mạnh đoàn kết dân tộc khi mà nội bộ vững vàng, đoàn kết thành một khối thì các thế lực thù địch không thể khuất phục được ta để mà thực hiện chính sách bá quyền bành trướng. Thiên thời còn là cơ hội để cho nước ta vào TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, sự quan tâm của Mỹ đến Biển Đông. Tất nhiên thì trước hết là vì lợi ích của Mỹ và đồng minh, vì nước Mỹ có quá nhiều thứ để mà quan tâm là quan hệ ngày càng tốt đẹp với Nhật Bản và ASEAN cũng đang có thái độ dứt khoát hơn. Việt Nam không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên để mà phát triển được vì tài nguyên khoáng sản của nước ta rất nhỏ bé, manh mún và không có khoáng sản nào có lợi thế để mà cạnh tranh có hiệu quả. Nhập khẩu còn rẻ hơn là khai thác. Trừ than, dầu khí, nước ngọt, cát, đá sỏi và đất, than, dầu khí thì đã sắp hết. 35 năm nữa là đóng cửa bể than Quảng Ninh nước ngọt 70% phụ thuộc vào nguồn nước đầu nguồn phát từ cao nguyên ở Vân Nam Trung Quốc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long đất chủ yếu là đất nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên nguồn tưới phụ thuộc vào nước ngọt và hệ thống sông cũng không phải nhiều và ngay cả đá vôi làm xi măng chỉ lượng khai thác được và có hiệu quả gần các nhà máy xi măng dễ khai thác, dễ vận chuyển chẳng hạn cũng chỉ có khoảng 2 tỷ tấn, còn lại chỉ làm đá giải đường. Tài nguyên sinh học flora and fauna cũng nhỏ bé và lại đang càng ngày càng teo tóp đi một cách nhanh chóng. Thế giới nhiều nước phát triển và không có tài nguyên khoáng sản như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, vân vân, Hà Lan đã không duy trì được vị trí đứng đầu thế giới về phát triển công nghệ điện tử chỉ vì ỷ lại quá nhiều vào dầu ở biển Bắc. Bây giờ thì thua xa Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái gọi là căn bệnh Hà Lan ngày xưa cũng chính là lời nguyền của tài nguyên khoáng sản ngày nay. Cái chủ yếu để mà phát triển đất nước chính là nhân phải có nhân hòa thì mới có nội lực, nhưng làm thế nào để mà có nhân hòa? Cái này thì tiền nhân ta đã có tấm gương của vua Trần Nhân Tông về tập hợp lòng dân trong chống giặc và hòa giải đoàn kết dân tộc sau thắng giặc để mà làm nên một Đại Việt hùng cường. Nước Nhật, người Nhật họ chẳng hề được ưu đãi chút nào về thiên nhiên và địa Họ chẳng hề mảy may ca thán về những rủi ro bất hạnh và Đức Nhật không có rừng vàng biển bạc, chỉ có sức mạnh từ lòng yêu nước và tự trọng của con người là đáng kể. Đầu hàng Mỹ và chịu nhận Mỹ làm đồng minh ngay sau khi thua trận đại chiến thế giới lần thứ hai là một quyết định sáng suốt của Nhật Hoàng. Với sự ưng thuận của toàn bộ nội các Nhật thì việc không truy cứu trách nhiệm Nhật Hoàng trước chiến tranh cũng thông minh không kém. Từ cả phía Nhật và người Mỹ, nội lực của người Nhật chính là tự cường và người xưa thường bảo thân làm tội đời chẳng trời chẳng làm tội ai. Bàn về cái nhân là thứ nhân định mà chúng ta hoàn toàn có thể tạo lập được cũng chỉ xin nêu ra những cái khiếm và những cái khuyết có thể cùng hè nhau mà khắc phục. Để có được nội lực thì trước hết phải chuyển hướng nhận thức của từng người thoát khỏi ốc nô lệ nô lệ vào cái rốt cái yếu kém cái viển vòng và mơ hồ và cả nô lệ và học vấn vì cái gì cũng có giới hạn chỉ có sự ngu dốt là vô giới hạn sau khi giàn khoan HD981 rút đi thì tình hình tương đối yên ắng, truyền thông mở trở lại những công việc quen làm, vạch đường đi tới năm hay là 10 năm không phải khó lắm khó nhất là phải đạt được bằng cách nào như là Mác nói đại ý. Thời đại này khác thời đại trước không phải là sản xuất ra cái gì mà là dùng cái gì để mà sản xuất. Bây giờ thì mở rộng ý tưởng ấy là hợp tác với ai để có vốn, công nghệ, nguyên liệu để mà sản xuất và bán cho thị trường nào. Đó là nhiệm vụ chính trị số 1. Xác định ta bạn thù nếu như mà buộc phải làm và không làm thì không được thì cũng phải trên cơ sở đó mà xác định còn chuyện bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chế độ và quốc gia nào cũng phải làm chứ không chỉ riêng ta và chúng ta thì đang hội nhập thế giới tư bản và xem tư bản là kẻ thù thường xuyên thì chuyện ta xác lập quan hệ đối tác chiến lược ai tin ta mà còn không tin thì làm gì cả hai ta đều có niềm tin chiến lược và đây là nhược điểm của một số của một của ta hiện nay và ai cũng thấy và mỗi một ai đấy sẽ khai thác theo ý đồ của họ để mà làm giàu làm mạnh cho họ nhất là bạn vàng và kế tiếp là kẻ thù dễ thương còn ta thì sẽ cầm hai ống tre đứng như là trời trồng mà cười ngất đa phần thì giới được ăn học thì mắc bệnh hàn lâm thì chỉ chăm nhằm vào những cái đích rất cao siêu và rất ếch như là kỹ thuật nano và những thứ siêu việt mà giới khoa học thế giới đang ồn ào trong khi thì nội hàm năng lực hoàn cảnh và phương tiện đều thiếu thốn và yếu kém khiến cho lâm vào cảnh bóng đè tự mình đè mình và chẳng ai đè mình cả sao không moi đầu vắt ốc nhắm vào những thứ thật bình thường bình dị như là hạt lúa củ khoai con cá xem cách nào cho tốt hơn cho bà con nông dân được nhờ những thứ bình thường mà chẳng tầm thường chút nào vậy nên có người đã nói theo kiểu cười ra nước mắt cái sự khoa học ở xứ ta đang trở thành hóc và chẳng mở được gì cả đặc biệt là khoa học về lĩnh vực chính trị xã hội, giống hệt như là một đứa trẻ thờ ấu chỉ tự mình túm chặt tóc, giật đau và khóc, càng đau càng túm chặt hơn và giật mạnh hơn và khóc thét lên. Hiện tượng có đoàn mà không có kết ở ta đang tràn làm ở khắp mọi lĩnh vực và mạnh ai nấy làm, giống như là bàn tay xòe ra và bẻ ngón nào gãy ngón ấy, và chẳng chịu cụm lại thành một nắm đấm cho đủ sức mạnh và vững chắc ở xứ người thì càng đông càng mạnh ở ta thì ngược lại chỉ gắng sức từng bộ phận mà không có sự phối hợp đồng bộ tổng thể thì chuột giúp vọt bẹ cũng là lẽ đương nhiên Nhân hòa ở nước ta thời nay thì chưa có và còn là cái phải nỗ lực mới có được và mâu thuẫn giữa lợi ích nhóm và lợi ích của đa số nhân dân là rất gắt gao và có thể trở thành đối kháng như là vụ văn giang, mâu thuẫn giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc trong cuộc chiến thống nhất đất nước và mâu thuẫn giữa quan điểm thoát chung giữa những người muốn cách tân đất nước và những người cựu thù. Lenin nói, đào xuống lật ra sới tung lên những hàng chữ dày đặc đủ thứ lý thuyết ta sẽ thấy đằng sau đó đồ lộ hiện ra cái gốc quyền lợi trơ trọi và thô thiền ở việt nam thì cần có anh hùng cái thế giải quyết các mâu thuẫn này để tạo ra nhân hoa thì mới có nội lực hai thứ đầu tiên là thiên và địa vốn dĩ là những thứ nằm ngoài nhân định nên chỉ có thể lựa theo và nương theo quy luật hoàn toàn khách quan của nó để mà thích nghi, để mà tạo lợi thế cho mình hoặc là hạn chế các tác hại không thể can thiệp, tác động vào được. Thật nực cười suốt bao nhiêu năm qua thì người ta chỉ quen dùng cụm từ nông cạn hạn hẹp và duy ý chí như là phòng chống bão lụt. Cả loài người này đã bao giờ chống được chưa? Và thiên tai đâu chỉ là bão và lụt, còn động đất, núi lửa, sóng thần, hạn hán, sa mạc vân vân. Vậy đúng ra là phải phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đất nước ta và con người là yếu tố cơ bản của nội lực và chúng ta đều nói rất nhiều về nỗi hệ thống và tính lạc hậu của thể chế hiện tại, nhưng nói cho cùng thì hệ thống và thể chế đều do con người tạo ra vì vậy mà nếu để cho việt nam phát huy được nội lực của mỗi người việt nam mà đầu tiên là các nhà lãnh đạo phải quyết tâm vượt qua chính mình chứ không phải là ngồi chờ thể chế thay đổi đành rằng con người là quyết định song đó là con người phải có trí tuệ có ý chí và anh ta phải có tự do chỉ có như vậy thì mới có thực sự có nội lực lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia, nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, đất nước giàu mạnh là trên hết. Thể chế là mảnh đất và môi trường để cho nội lực phát triển, suy cho cùng thì nội lực phải bắt nguồn từ nguyên khí quốc gia và nếu như không biết sử dụng hiện tại thì sẽ không tạo ra được nội lực cho đất nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.